Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay Chánh Định sẽ chia sẻ đến quý vị một cái bài pháp có cái tựa đề là hãy biết tự an. Là chúng tôi dựa vào một cái đoạn thơ đạo với mục đích cho Phật tử chúng ta phải biết tự lập an vui cho chính bản thân mình. Nói theo từ Phật học á, nghĩa là chúng ta tự độ rồi mới độ tha. Nghĩa cách khác là tự lực hay hơn là tha lực. Thường thì chúng ta hay cầu mong một cái tha lực, quyền năng nào đó từ người khác bên ngoài, mà chúng ta lại không mong một cái tự lực bản thân để mang đến cho mình sự an vui. Ở đây chúng tôi có một khổ thơ rằng là gì? Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an. Đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Như vậy thì hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh ở cái chỗ là chúng ta phải tự lực bản thân để tìm ra cái nguồn hạnh phúc an vui chính mình. Trước đây thì mình mong cầu một cái sự an vui từ bên ngoài, cụ thể như là từ một cái đấng thần linh nào đó giúp đỡ mình. Thì hôm nay chúng ta thay đổi cái quan niệm đó, mà chúng ta chỉ mong cầu làm sao cho mình, bản thân mình có một cái sức mạnh từ tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Năm cái sức mạnh này chúng ta phải phát triển ở trong nội tâm mình. Vì vậy không mong cuộc đời không sỏi đá, không mong đường đời không sỏi đá, chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua. Trước đây thì mình đi đường mình mong cái con đường của mình nó đừng có sỏi đá, đừng có ổ gà. Bây giờ mình không mong cái đó nữa, tại cái đó là đương nhiên phải có. Có thể hôm nay nó không có lòi lõm, không ổ gà, nhưng mà thời gian nó bị vô thường, nó bị hư đi, nó sẽ có ổ gà. Trước đây mình ra đường mình mong tính toán làm sao cho đừng kẹt xe. Đi đường mình mong sao đừng có quọ quẹt, đừng gặp chuyện này chuyện kia rủi ro. Ai cũng mong như vậy, nhưng mà có người thì được, có người thì không. Thôi thì bây giờ trước khi ra đường mình phải dạy cái tâm mình, phải chấp nhận cái chuyện kẹt xe là điện đường, đương nhiên. Nếu có kẹt xe thì tâm mình nó vẫn bình thản. Cái chuyện quọ quẹt, va chạm thì cái chuyện đó là phải có. Ra đường mà sao mà không có va chạm quọ quẹt, chỉ bằng ở nhà thì mới không có, chứ còn nhiều khi ra đường là phải chấp nhận cái chuyện quọ quẹt. Nhưng mà khi quọ quẹt, khi va chạm thì cái tâm của mình như thế nào xử lý cái chuyện đó mới là quan trọng. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành ấm êm. Trước đây mình mong mình giàu sang, mà giàu sang nó cũng mang đến cái cuộc sống an lành thôi. Trước đây mình mong cho mình được giàu sang, nhiều tiền nhiều bạc. Mà thử hỏi quý vị, chứ mình mong như vậy thì cũng đúng, nhưng mà sự giàu sang nhiều tiền nhiều bạc đó cũng để mang đến cho mình cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Thì thôi thì bây giờ mình không mong cái đó, mình mong cái gốc luôn, mong cái kết quả luôn.
chẳng mong cuộc sống hơn ai, chỉ mong nước mắt đêm dài đừng rơi. Đó. Bây giờ mình hơn người ta nhưng mà tối mình nằm mình cũng đau khổ cũng vậy. Bon chen giành giật mà chi, để rồi đêm xuống mình cũng nội tâm mình bất an, đau khổ. Giống như là chưa đánh được người á, thì mặt xanh mày tía, mà đánh được người rồi á, thì hồn vía lên mày. Nó cũng vậy. Thôi chi bằng bây giờ mình biết được cái hệ quả nó như vậy, phải không nè? Chứ mình sống mình hơn người ta nhưng mà tối về mình đâu có được bình an đâu. Thắng thêm nuôi dưỡng hận thù mà. Khổ đau kẻ bại ngàn thu nhớ hoài, vui hòa chung sống hôm nay, lợi danh từ bỏ vượt ngoài hơn thua. Vỗ tay cái đi. Người ta cầu bạc, cầu tiền, còn tôi cầu bớt ưu phiền dẫn dường. Người ta cầu bạc cầu vàng, còn tôi cầu bớt trái ngàn cuộc đời. Cái người tu chúng ta là phải nhìn cái kết quả để mà mình tu. Ở đây kính thưa quý vị, đạo Phật, hạnh của Phật là gì? Cái hạnh của Phật là vốn bình dị và vô ngã. Nhớ giùm chúng tôi cái hạnh của Phật. Mình đi theo đạo Phật thì mình phải ráng sống một cách đời sống bình dị và vô ngã. Quý vị biết bình dị đơn giản nó khỏe lắm. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng đi chậm chậm thông thả, nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Sống bình dị đơn giản, cách sống của người khôn, nó thật sự rất tốt cho thể xác tâm hồn. Mặc ai tranh chấp bạc tiền, ta đây buông xả buồn phiền lo tu. Mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Mặc ai sân giận hơn thua, ta đây an lạc vui trong pháp màu. Pháp của Đức Phật nó mang đến cho mình sự an vui màu nhiệm, khó có được ở bên ngoài. Chỉ có trong pháp của Đức Phật nó mang đến cho mình cái niềm an vui tuyệt đối. Vui đâu cho bằng vui pháp. Quý vị mà có pháp trong người á nghe, giống như quý vị mặc một áo giáp vậy đó, không có cái gì mà làm cho tâm của quý vị buồn phiền hết. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Cho nên hạnh của Phật là gì? Bình dị vô ngã. Mà chỉ có vô ngã mới vô ưu. Đó. Quý vị nghe hay quá, vỗ tay liên tục vậy đó. Nhiều khi nó không đúng lúc, đợi người ta xuống giọng mới vỗ tay. Đang nói vỗ tay nó bị kẹt, máy nó dấp đĩa à. Phải nghe ta nói hết câu mới vỗ tay. Cái gì nó cũng phải có đúng lúc hợp thời, nó phát huy tác dụng. Người ta nói vô ngã mới vô ưu. Nếu mà còn chấp ngã nó buồn phiền dữ lắm. Vì vậy cái công năng, cái giá trị thiết thực của đạo Phật là đưa đến ly tham, ly hệ phược. Ly tham là ít muốn, biết đủ. Ly hệ phược là không có dính mắc hệ lụy trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, hệ lụy trong cái ngũ trần này. Cho nên cái giá trị giáo pháp của Đức Phật là ly tham. Người ta có câu rằng hạnh phúc không phải
bạn có nhiều thứ. Hạnh phúc ở đây là bạn đòi hỏi ít. Vỗ tay đi. Phải ly tham ly hệ phượng mới có hạnh phúc. Còn dính mắc chấp thủ thì không có hạnh phúc. Hạnh của Phật thì vốn bình dị vô ngã. Pháp của Phật thật đơn giản xúc trầm. Pháp của Đức Phật có đơn giản lắm quý vị. Đạo Phật mà ai hiểu nó là một cái tín ngưỡng thần linh, cầu khẩn giáng sinh, thì thưa với quý vị đó không phải là đạo Phật. Phật dạy rồi, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Những lời Phật dạy khắc ghi trong lòng. Đừng mong ai cứu mà mong, đừng trông ai cứu mà mong. Tự tu tự cứu, ai trồng nấy ăn. Ai tu nấy chứng mà, ai ăn nấy no, ai gãi nấy đã. Chứ bây giờ mình gãi mình kêu ta đã sao được, không nè. Bây giờ quý vị ngứa, quý vị gãi, quý vị hỏi người cái bên đã không, mà nói sao đã đâu. Nên tự tu tự chứng, ai trồng nấy ăn. Pháp của Phật là đơn giản xuất trần. Xuất trần là sao? Phải vượt ra khỏi cái trần thế này. Mà trần thế này quý vị biết nó có ba cấp à. Thế gian nó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đầu tiên mình vượt không qua nổi cái dục giới này luôn. Dục giới này muốn vượt qua nó là phải sao? Phải tự tu, mà tu theo cái dạng mà gọi là thu thúc lục căn á. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình không đắm nhiễm trong sáu trần. Không đắm nhiễm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc thì vậy mới được an lạc. Người tu phải giữ sáu căn đó. Không vướng trần cấu, tâm hằng tịnh thành. Đó, hôm nay chúng ta phải tìm ra cái phương pháp để mình tu chứ. Giữ sáu căn ở đây quý vị nhớ là căn gì không? Nhãn. Nhãn gì? Nhãn căn. Thứ hai là gì? Nhĩ. Nhĩ căn. Thứ ba là gì? Tỷ căn. Thứ tư là gì? Thiệt căn, là lưỡi đó. Thứ năm là gì? Thân căn. Thứ sáu là gì? Ý căn. Bây giờ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình phải giữ sáu cái căn này. Giữ cách nào? Là khi tiếp xúc với sáu trần, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì mình ráng làm giữ cho cái tâm mình. Đừng cho nó bị vọng động. Thấy người ta giàu quá cái ham là vọng động rồi. Thấy người ta đẹp quá cũng ham mà vọng động rồi. Thấy không? Phải giữ mắt, tai, mũi, lưỡi. Tức là ở đây chúng tôi muốn nói là thấy cái cần thấy, nghe cái cần nghe, ngửi cái cần ngửi, nếm cái cần nếm, đụng cái cần đụng, và suy nghĩ cái cần suy nghĩ. Cái gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ mà thiện pháp sanh khởi thì nên thấy. Cái gì mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ mà bất thiện pháp sanh khởi thì dứt khoát không nên thấy. Người tu chúng ta là gì? Tránh cái cần tránh, làm cái cần làm, thấy cần thấy, nghe cái cần nghe, ngửi cần ngửi. Còn cái những cái không cần là dứt khoát không thấy, nghe, ngửi. Cái đó mới là cái người có tu. Còn mình đây thấy lung tung. Thấy cảnh tốt quá thì vui, thấy cảnh xấu cái buồn. Người tu mình là phải làm sao giữ được cái thái độ tâm trạng an nhiên tự tại trước những cảnh đời. Khi vui thì đừng có vui nứt nha. Bởi vì những người mà họ vui quất ngất á, vui quá đó, thì khi buồn thì họ buồn, buồn hiu. Còn mình á thì khi vui thì không có vui ngất. Vậy mình biết nhân duyên mà. Khi phước đến á thì mình cũng không có vui lắm, tại vì cái phước của mình mà. Mà khi nghiệp đến thì cũng không có buồn lắm. Cái người mà càng mong phước đến bao nhiêu thì nghiệp đến buồn bấy nhiêu. Bởi vì đơn giản là gì?
bạn càng mong cầu hạnh phúc thì bạn lại càng sợ khổ đau. Đó, nó lạ vậy đó. Bạn càng ham giàu thì bạn lại sợ nghèo dữ lắm. Bạn càng ham đẹp thì càng sợ xấu. Cái này nó tăng bao nhiêu thì cái kia nó tăng bấy nhiêu. Quý vị biết cái người mà càng ham đẹp á, chỉ cần nổi một mụn thôi, trời ơi, mất ăn mất ngủ à. Có một mụn thôi à, chứ không cần nhiều. Tại vì họ quá càng ham đẹp. Thí dụ người đàn ông nổi một mụn và người phụ nữ nổi một mụn, quý vị thấy ai khổ hơn ai? Ai khổ? Đơn giản là người phụ nữ khổ hơn nhiều. Lý do là người ta sợ xấu, càng ham đẹp thì sợ xấu. Còn mấy ông tỉnh bơ à, nổi tám mụn cũng được đó, ông cũng ngủ khò thôi chứ ông đâu có lo nghĩ gì. Còn cái người phụ nữ mà nổi chừng 2-3 mụn coi trời ngủ không yên à, suy nghĩ làm sao phải ăn đồ mát vô cho mụn lại xẹp xuống mới an vui được. Cho nên cái này cao bao nhiêu thì cái kia nó khổ bấy nhiêu. Danh cao là hố thẳm mà, hiểu không? Danh cao là hố thẳm, tức càng cao thì càng té đào. Càng mong đẹp bao nhiêu thì càng sợ xấu bấy nhiêu, càng mong hạnh phúc bao nhiêu thì càng sợ khổ bấy nhiêu. Vì bạn càng mong cầu thành công thì bạn rất sợ thất bại. Và những ai hàm càng ham sống bao nhiêu thì càng sợ chết bấy nhiêu. Mấy người mà họ sợ chết á, không phải họ chết giác, đơn giản là họ quá ham sống cho nên họ sợ chết dữ lắm. Cho nên vì vậy đạo Phật á là đơn giản và xuất trần, phải xuất ra khỏi cái trần này. Mà muốn xuất ra khỏi trần này thì phải bớt đắm nhiễm trong trần. Người tu phải giữ 6 căn không vướng trần cấu, tâm hằng tịnh thanh, mắt không ngắm sắc khuynh thành, thì tâm an tịnh chẳng sanh não phiền. Con mắt của mình mà tối ngày cứ đi ngắm cái đẹp không thì ôi chú ơi, quý vị biết không, phải thấy cái xấu. Mà thấy cái xấu thì làm sao mà tịnh thanh được, lòng mình tịnh thanh được. Thấy cái xấu thì buồn phiền nó sanh khởi. Tai không nghe tiếng thiền quyên thì đâu đến nỗi đảo điên lòng phàm. Cái tai của mình thích những lời ngon ngọt, thích những lời nói hay, ái ngữ, vừa lòng vừa ý mình, thì khi mà những cái lời nói độc ác xuất hiện là mình không chịu nổi. Cho nên cái người phụ nữ là họ thích, họ yêu bằng cái lỗ tai là vậy đó. Tai của họ là thích nghe tiếng thiền quyên lắm. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Trời ơi, biết người ta không đến, chỉ cần hẹn là cũng thấy vui rồi. Ngọt mặt chết rồi mà. Người ta nói rùi chết vì mặt ngọt, đàn ông chết vì đàn bà đẹp, mà đàn bà chết vì đàn ông khéo. Cứ nói khéo là đàn bà ngất ngư con tàu. Vì vậy tai không nghe tiếng thiền quyên thì đâu đến nỗi đảo điên lòng phàm, mũi không ngửi đến mùi thơm thì lòng thanh tịnh chẳng thèm trầm hương. Nếu mình nghĩ đến mùi thơm á thì cái lòng mình nó mình không nghĩ đến á thì nó thanh tịnh vậy lắm, mà nghĩ đến á là lòng mình á là cái thèm trầm hương vậy lắm, thèm cái mùi thơm vậy lắm. Những cái người mà họ có trí tuệ, họ có pháp á, họ hiểu được các pháp vận hành theo nhân duyên á, thưa với quý vị, họ cũng không có mong cầu hạnh phúc lớn lắm. Vì vậy họ cũng chả thèm nghĩ đến cái sự khổ đau. Giống như mình mong cầu, quá mong cầu hạnh phúc cho nên mình sợ cái sự khổ đau. Còn họ thì họ, cái khổ đau đến với họ nó nhẹ nhàng lắm. Nghịch cảnh đến với họ nó nhẹ nhàng lắm. Lưỡi không nếm vị phải tường, lưỡi khi nếm vị phải tường, pháp môn quán tưởng thường thường chớ quên, thân nên phòng hộ xúc trần chớ nên đắm nhiễm khổ thân nghiệp dài, ý luôn phòng hộ đêm ngày, tà tư di thật khổ thai phải trừ, bao giờ chứng quả vô dư 6 căn thanh tịnh, khỏi trừ trần sa. Vỗ tay. Như vậy thì
từ mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, nó sanh ra não, não phiền, đúng không nè? Thì người tu chúng ta giờ phải giữ cái này, phải giữ. Thứ nhất, thấy cần thấy, nghe cần nghe, ngửi cái cần ngửi, nghĩ cần nghĩ. Còn mình là suy nghĩ cái chuyện không cần suy nghĩ, để rồi tâm của mình nó muộn phiền khổ đau. Thiên đàng địa ngục chính do ta đó, suy đi nghĩ lại phải không mà. Tham sân si giận là địa ngục, tâm trí an nhiên tức thiên đàng. Vỗ tay đi. Tham sân si khổ là địa ngục. Bây giờ mình mà suy nghĩ mà nó có phát triển tham sân si không? Nó đưa đến tham với hệ phược, hệ lụy không? Triền phược không? Thì gọi là tham sân si khổ là địa ngục đó. Mà tâm trí an nhiên tức thiên đàng. Vì vậy chúng tôi hay khuyên cái người tu là gì? Tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp mai thì không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than, bị chê chẳng có thở than, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào đều là nhân quả ta đây tạo thành. Giữ thân khẩu ý trọn lành, an vui hạnh phúc đạt thành quả cao. Như vậy thì người ta kêu là giữ thân khẩu ý trọn lành. Quý vị hiểu cái từ này không? Thân khẩu ý là gì? Thân khẩu ý là gì nè? Là tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, phải trọn lành. Như vậy thì ở đây cái điều quan trọng nhất là mình giữ thân khẩu ý cho nó thanh tịnh, cho nó trọn lành. Đừng để hành động, lời nói, cử chỉ của người khác làm thay đổi cái tâm hồn của bạn. Hành động, lời nói, cử chỉ của người ta tự nhiên cái thay đổi cái lòng mình, lòng mình đang vui cái buồn, lòng mình đang thiện cái là bất thiện sinh khởi, sân si liền. Cho nên phải có chánh niệm tỉnh giác ở chỗ này. Cái người tu mà phải có chánh niệm chỗ này nè. Tâm không dao động chợ người. Quý vị bước ra chợ người đi, giàu nghèo hơn thua, tranh giành mạnh hiếp yếu, đẹp xấu khen chê, thị phi đủ đầy. Thì ráng làm sao giữ cái tâm mình nó không dao động. Nếu ta đã chọn con đường tu Phật thì đừng bao giờ tính đến chuyện hơn thua. Mình mà còn tính đến chuyện hơn thua, vậy mình đâu phải chọn con đường tu Phật. Đạo Phật có dạy mình hơn thua không? Đạo Phật dạy mình là cái tùy duyên, thấy không? Tùy duyên tùy nghiệp mà sống, an nhiên tự tại. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại, dẫu thế nào tâm mãi an vui. Tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Bây giờ mình còn hơn thua trong cái tư tưởng cũng vậy đó. Mình không có nói ra ngoài. Có nhiều người nói tôi đâu còn hơn thua nữa. Mình không nói ra, trong lòng mình vẫn còn hơn thua là không có được. Mỗi ngày sống tỉnh thức, an lạc và thảnh thơi, nụ cười nở trên môi, não phiền đều tan biến. Tỉnh thức là gì? Là tâm không dao động chở người. Tỉnh thức là gì? Tu theo Phật là an nhiên tự tại, đó là tỉnh thức. Đừng để hành động, lời nói, cử chỉ của người khác làm thay đổi cái tâm hồn của mình, là tỉnh thức. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nếu như mình khéo suy nghĩ thì nó an nhiên lắm. Phải hiểu rằng là đâu có gì tự phát sanh, phải hiểu như vậy đó.
nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, đó, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Mình nói mình thương người này thương người nọ, thương thầy, thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, mà làm cho ta đau khổ không, thì mình có yên vui không? Không. Mình làm cho ta đau khổ thì theo luật nhân quả thì mình đau khổ hay là ăn vui? Khổ. Cái này nhắc nhỏ nghe thôi, kể cả cái chuyện mà dạy con cái, giáo dục con cái mà dạy bằng tâm sân đó nghe, tạo nghiệp. Kể cả dạy con cái, la rầy con cái, đánh đập con cái, giáo dục con cái mà giáo dục bằng tâm gì? Tâm sân giận á, tạo nghiệp. Cái câu mà giáo đa thành quán á. Cho nên muốn dạy con thì phải chánh niệm, tỉnh giác, xác định rằng là mình thương con, mình dạy nó trong cái trạng thái làm chủ được cảm xúc, làm chủ được lời nói, làm chủ được hành động. Đánh con mà làm chủ được hành động, đánh mà còn nương tay, đánh mà đánh răng đe nó khác, theo cái kiểu mà đánh bực tức, đánh trong chánh niệm nó khác nha, mà đánh trong sân giận nó khác. Đánh trong chánh niệm là gì? Dở cây lên biết dở cây lên, đánh xuống biết đánh xuống. Chúng tôi có dạy một lần cách đây mười mấy năm về trước, chúng tôi dạy con trong chánh niệm. Họ dạy sao? Khi nói thì phải nói trong chánh niệm, la rầy trong chánh niệm, thậm chí giáo dục đánh đập đánh con cũng trong chánh niệm. Họ đánh chánh niệm sao? Dở lên biết dở lên, đánh xuống biết đánh xuống. Con cô Phật tử giơ tay, trời ơi sư ơi, dở lên biết dở lên, đánh xuống biết đánh xuống, nó chạy mất tiêu rồi, chụp nó mà quất đây còn không kịp nữa, ở đó mà dở lên biết dở đánh xuống. Như vậy thì sao? Cái chuyện nó chạy mất tiêu thì cái chuyện đó mình phải cảm ơn nữa. Nếu mình nghĩ á, mình nghĩ theo cái dạng mà thiện á, thì mình cũng cảm ơn nó chạy khỏi, mình khỏi đánh. Chứ bây giờ mà nó mình mà bắt kịp nó thì mình phải đánh nó, mà đánh nó bằng tâm chánh thì không nói, mà đánh bằng tâm sân thì tạo nghiệp. Cái người mà có trí tuệ á, ở đâu thì hạnh phúc ở đó. Mình suy nghĩ, mình khéo suy nghĩ, khéo tác ý. Nhiều khi cái chuyện đó là cái chuyện bất thành, đánh con không thành, nhưng mà đối với cái người có tu họ mừng, trời ơi, cũng may nó chạy kịp ấy. Chứ mà nãy mình chụp được nó, chắc mình vứt nó nãy giờ nó cũng tơi tả rồi. Cái người tu là vậy đó, có trí tuệ, khéo suy nghĩ, sống trong sự tỉnh thức. Nhiều khi đánh được chưa phải là hay, mà nó chạy được cũng là điều hay. Nếu mà bắt được nó đánh được, mà đánh trong chánh niệm thì quá hay. Hai cái này là người tu chúng ta đều khéo tu tập hết. Chẳng hạn nếu mà chụp được nó thì phải chánh niệm à, dở lên biết dở lên, đánh xuống biết đánh xuống, làm chủ được tâm trạng cảm xúc của mình. Còn mà mình chụp nó mà mình là cái trọng thương, mà chụp nó bắt nó là bắt tâm sân rồi đó. Mà chụp được nó là cái là quất túi bụi đi thì biết. Như vậy thì cái người tu chúng ta là sao? Cái người tu chúng ta là phải gìn giữ cảm xúc của mình, lúc nào cũng sống trong tỉnh thức, an lạc và thảnh thơi. Đường nào mình cũng suy nghĩ, thí dụ mình suy nghĩ nè, chết chưa chắc gì là sướng, hoặc là sống cũng chưa chắc gì là hạnh phúc. Mình phải tùy theo nghiệp duyên, tùy thuận theo hoàn cảnh mà, không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình thế giới bình. Vỗ tay đi. Học Phật là chúng ta để sống từ bi, chứ không phải để sân si với đời. Học Phật để hiểu tình người, sẻ chia thương mến, nói lời sáng trong. Mình đánh con, mình giáo dục con
thì cũng mong là người ta được hạnh, mong cho đứa con mình được hạnh phúc, được an vui. Nãy chúng tôi nói rồi, thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loại chúng sinh. Đó, mọi loại đây là gì? Người thân có, người sơ có, bạn bè có, kẻ thù có, người trong quyến thuộc có, người ngoài dòng họ có. Làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui, mình phải nhìn như vậy. Còn mình ngộ lắm, cái người mình thương mà hạnh phúc mình vui lắm, mà cái người mình ghét á, kẻ thù á, mà hạnh phúc mình không ưa, mình không thích. Cái này quý vị thử xét lại tâm trạng mình có không? Có. Cái người mà mình ghét á, nhất là kẻ thù á, khi họ hạnh phúc là mình càng bực á. Bây giờ quý vị suy nghĩ ra, cái người mà mình kẻ thù mình mà họ vui vẻ, họ sống, họ cười, họ hạnh phúc, trời ơi ghét dữ lắm. Phải có cái hại tầm trong đó, tức là phải mầm sao trù cho nó, cho nó, phải nó khổ đau, cho nó trầm lưng sanh tử đó, cho nó khổ đau thì mới được. Chúng tôi hay nói vui rằng là khi mà mình nguyện cho tất cả chúng sanh á, thì ai cũng trọn thành Phật đạo, ngoại trừ vợ bé của chồng mình, kẻ thù của mình là phải sao? Trầm lưng muôn kiếp, phải đọa đày, phải sanh tử, trầm lưng khổ đau triền miên thì mình mới vừa lòng. À, nếu như mình xét mình có cái này á, thì mình chưa có tu miếng nào hết. Làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Vì sao mình hiểu rằng đó là gì? Ở đời ta nói là ai làm nấy chịu, ai tu nấy chứng, ai ăn nấy no. Chứ bây giờ mình ăn bắt người ta no không được, người ta tu bắt mình chứng không được. Vì vậy ăn lắm thì hay no, ăn nhiều quá no lắm, mà lo lắm thì hay phiền. Mà mình không biết từ đâu mà sanh ra mình lo dữ lắm. Mà chúng tôi hay nói vui rằng là mình lo để mình được an thì lo. Nghe cho kỹ chỗ này. Còn mà mình lo mà mình bất an, xin thưa với quý vị, khỏi lo cho nó khỏe. Cái công việc gì mà mình đã để tâm mình lo, mình sắp xếp, thì mình phải an tâm chứ, phải không nè? À, công việc đó mình đã tính rồi, mình đã có lo rồi, mình đã có sắp xếp rồi, thì theo quý vị mình an tâm chứ, đúng không? Đằng này ngược lại không à. Càng lo thì càng bất an, thì thôi chi bằng cứ để nó tự nhiên thì cho nó khỏe, phải không? Quý vị biết bộ phim mà Đạo Sói Sở Lưu Hương đó, ổng là vua ăn trộm, chuyên đi ăn cắp của nhà giàu cho nhà nghèo, ăn cắp của nhà quan cho nhà dân, ăn cắp của vua chúa để phân phát cho dân nghèo, để rồi ổng mang những cái lệnh truy nã gắt gao. Rồi vì cái hành động hành hiệp trưởng nghĩa đó, giúp người nghèo đó, cho nên anh hùng hảo hán trong giới giang hồ họ mới tìm đến để mà họ kính ngưỡng, của họ tìm đến. Và song song đó thì cũng có vua quan quân lính đi tìm ổng, truy nã ổng. Tức là ông này là người tốt đi tìm cũng có, mà quan quân đi bắt cũng có. Tức là anh hùng trong giang hồ họ ngưỡng mộ cái hành hiệp trượng nghĩa của ông, họ tìm đến để họ với cái lòng là kính phục. Nhưng mà song song đó thì quan quân á cũng truy nã ông để bắt ông. Cũng may sao á, anh hùng hảo hớn trong giang hồ tìm đến thấy ông trước. Thưa với quý vị, vì cái tính chất nghề nghiệp ông là ăn trộm, cho nên ông không có ở cái chỗ nào nhất định hết. Ông ở trên một cái du thuyền. Quý vị biết cái du thuyền rồi thì sao? Nó cứ rài đây mai đó. Khi mà phát hiện ông đang ở chỗ này thì khi người ta chạy tới thì ông đã trôi qua cái chỗ khác rồi. Cái tính chất nghề nghiệp ăn trộm cho nên phải ở cái chỗ, một cái phương tiện ở là trên một cái du thuyền, chứ không được ở đâu cố định.
Thì các anh hùng hảo hán trong giới giang hồ tìm đến để mà thăm viếng kính phục ông á, nể phục ông tìm đến á. Khi đến tới nơi, vì ta thương mà, ta lo. Trên đường đi kiếm ổng á, thấy cáo thị, lệnh truy nã dán khắp hết. Từ thành thị đến nông thôn, chỗ nào cũng dán đi truy nã mà. Vì cái người này người ta ngưỡng mộ, cho nên trong lòng người ta thì sao? Lo cho cái người này, lo cho cái thần tượng này. Mà khi đến tìm ổng á, thấy được ổng rồi đó, họ mừng. Và họ mừng, họ điều ngạc nhiên là sao? Thấy ổng không lo gì hết. Thấy ổng ngồi, ổng cầm cây quạt, ổng quạt, phay phẩy này. Thấy ổng an nhiên tự tại. Trên nét mặt ổng không có phập phà, phập phồng. Không có thấp tha, thấp thỏm, dòm trước ngó sau. Quý vị biết cái người tội phạm mà bị truy nã đó hay dòm trước ngó sau lắm. Thấy đâu mà có bóng công an hay cảnh sát hay là quan quân là bắt đầu chạy. Tâm lý mà. Còn khi đến thăm ổng thì thấy ổng ngồi quạt, phe phẩy. Tự nhiên, không có chút gì lo lắng. Thì mấy cao thủ mới hỏi rằng luyện một cái loại võ công gì mà nó ghê gớm như vậy. Ông nói võ công này nó chỉ có 5 chữ thôi. Hỏi 5 chữ gì? Ông trả lời sao phải không? Chuyện gì đến nó đến. Vỗ tay đi. Chứ bây giờ mình ngồi đó mình lo thì quan quân tới bắt thì nó cũng bắt chứ bây giờ. Còn mình lo nó sanh ra đủ thứ chuyện nữa. Thấy câu này hay quá cho nên chúng tôi viết thêm 3 câu nữa cho thành khổ thơ dễ nhớ. Chuyện gì đến nó đến. Tất cả đều do duyên. Số phận đến đành chịu. Lo quá ngủ không yên. Thiệt sự nghe mấy người mà bị truy nã, bị quan quân truy tìm, nhiều khi chưa chết gì bị bắt nữa mà chết gì lo. Nằm mà lo quá ngủ không được, vài đêm ốm nhom mất sức khỏe rồi sanh bệnh rồi mà chết. Buồn phiền lo âu mà chết. Thì mình là như vậy. Ở đây chúng tôi muốn rằng là chúng ta lo để cho mình được bình an. Lo để cho mình gì? Mình lo như vậy thì mình mới lo. Mà mình nếu mình chưa đạt được cái trình độ lo đó cho mình bình an thì thôi đừng có lo. Mà muốn lo cho mình bình an, quý vị biết là cái người này phải thấm nhuần Phật Pháp dữ lắm. Thấu muôn duyên thì không than phiền quán trách. Mình phải hiểu rằng trên đời này không có gì tự nhiên hết. Có nhân mới có quả, có lửa mới có khói. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta. Tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Tâm mình mà không buông xả, tâm mình mà không ly triền phược, dính mắc, thì thưa với quý vị mình sống khổ đau lắm. Nhiều khi mình có mình cũng không có vừa lòng nữa. Mình có gia đình, mình có chồng, có con, có tài sản rồi mà mình cũng chưa vừa lòng. Là vì mình còn bị tham, đứng nước này trong nước nọ. Thấy chồng người ta phát ham mà nhìn lại chồng mình thấy phát ớn, ví dụ vậy. Nhưng mình đâu có biết, khi mà qua chồng người ta đi biết. Thường thì mình không thấy hạnh phúc những gì mình đang có, mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Thấy không nè, mình nhìn gia đình người ta, trời thấy hàm quá, thấy sao bên bển sao mà nó vui dữ vậy không biết nữa. Mình đâu có ở trong cổng đâu mình biết, mình đâu ở trong cái gia đình người ta đâu mình biết, mình nhìn ở ngoài không à. Mình thấy vợ chồng người ta ra khỏi nhà ai cũng vui vui cười cười, nói sao mà hạnh phúc quá ha. Còn sao vợ chồng mình gặp nhau sao mà thấy cứ kênh nhau hoài, ví dụ như vậy. Bên kia người ta kênh, lúc người ta kênh đâu có thấy. Làm sao mà không có kênh? Chung là phải đụng. Nhưng mà nếu người nào có tu, biết nhường, biết nhịn, biết nhúng, biết nhường, biết nhịn, thì cái gia đình đó là hạnh phúc. Cho nên cái chữ nhẫn nó quan trọng lắm. Khi mà lập gia đình đó, ông bà mình dạy hay lắm. Có cái nghi thức trào nhẫn đó, làm ơn nhớ dùng cái chỗ này. Trước đây ở riêng thì đâu có đụng. Bây giờ về sống chung thì phải đụng. Mà đụng mà không nhúng, không nhường, không nhịn, u đầu. Đơn giản.
Vì vậy lúc mà trao nhẫn người ta có cái bài thơ là trao tay đôi nhẫn nhắc cho nhau, giữ đạo phu thê nhẫn đứng đầu, nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc, cho tình chồng vợ mãi bền lâu. Quý vị cứ thử nghĩ coi, lúc mà trao nhẫn là trao cái vòng vòng, cái tròn tròn đó, cái khoe tròn tròn á, mà bao nhiêu là ngôn từ hay đẹp, không đặt đặt cho nó cái vòng tròn đó, cái khoe đó là chữ nhẫn. Cho nên mỗi lần mà vợ chồng có xích mích gì, làm ơn làm phước rờ rờ dùng cái chữ nhẫn nhắc mình đó. nhẫn phải không? Ai mà có đeo nhẫn đó rồi thì nhớ làm ơn đó, là mỗi lần giận lên thì lấy cái tay rờ rờ chiếc đó, cái khoe nó nhắc mình nhẫn. Mặc ai tranh chấp bạc tiền, ta đây buông xả buồn phiền lo tu. Đó là cái người chúng ta là như vậy. Đạo Phật là tự độ, dĩ tha thành thoát. Đó, mình tu theo đạo Phật là phải tự độ nghe, hãy nhớ đạo Phật chúng ta là tự độ. Hoa thành rác chỉ vài giờ, mà rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu. Nghịch duyên tu được là tu, đừng mong vạn sự giống như lòng mình. Đó, người tu chúng ta là vậy. Ra đường thì phải chấp nhận kẹt xe qua quẹt, mà nhịn được thì mới tu. Vợ chồng cũng vậy, chung là phải đụng, đụng là phải nhịn thì mới tu. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Mặc ai làm chi đó mặc ai, mỗi người mỗi tật quan hoài mần chi. Đi chùa biết tự quy y, trong ta có Phật tuệ trì nhắc mình. Đó, đi chùa để cho trong tâm mình có Phật tuệ trì, ở đây gì, tỉnh thức nhắc mình. Khi lòng chưa thật lặng thinh, thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt, đời hoàng khổ đau. Ý chúng tôi muốn nói rằng là nếu như trong lòng mình chưa tỉnh thức, não phiền chưa dứt, thì mình chạy ở đâu nó cũng khổ. Cho dù mình chạy lên đến non luôn á. Không tin chúng tôi bữa nào có gì nói trời ơi, ở dưới đây cực quá, gia chạm tiếp xúc, thôi về núi ở cho nó khỏe. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt, thì đời hoàng khổ đau. Có nhiều người nó ở ngoài khổ quá, chạy vô chùa cho bớt khổ, trời vô chùa thấy cũng khổ rồi. Thấy không nè? Có nhiều người nói thôi ở nhà buồn quá, đi du lịch cho nó đỡ buồn đi, thời gian đi biết, đi rồi nó cũng buồn. Du lịch là gì, định nghĩa rồi đó, là mình đi từ cái chỗ chán nản của mình sang cái chỗ chán nản của người khác thôi. Du lịch là gì? Du lịch là mình đem tiền của mình để mình xài, mình làm giàu cho cái người ở cái chỗ đó. Rồi khi mình hết tiền sạch túi rồi, mình trở về cái nơi chán nản của mình, nó lòng vòng vậy đó. Cho nên đó là đi đâu giữa chốn vô thường đó, về đâu ai biết, về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường đi, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Tu lấy hỷ xả làm đầu, chuyện người thôi kệ, nhiệm màu phút giây xoay ra lòng mãi lây hoay, nhìn vào thanh tịnh là đây Phật về. Vì hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải tự độ mình, tự tạo ra cái nguồn an vui. Mà quý vị biết ha, mình có một cái nhà máy sản xuất cái nguồn an lạc, cái nguồn an vui. Mình làm sao mình tự sản xuất ra cái đó, để khi mình buồn là mình cứ sản xuất ra. Đằng này mình cứ đi cái nguồn an vui của mình, nó cứ vay mượn bên ngoài không à. Quý vị thử nghĩ coi, từ đâu mà hãy thấy cái người bình thường là vui? Từ đâu có tiền có bạc là vui? Từ đâu vậy? Nó lạ vậy đó. Mà trong đó mình có một cái nguồn, thì bây giờ mình ta nói có tiền có bạc để cho cái lòng mình đó an vui, thì bây giờ mình tự mình tạo ra cái sự an vui cho mình. Tiền tài địa vị cũng sẽ tan thôi, mình thấy vậy. Cao sang danh vọng cũng sẽ tàn, phấn son nhan sắc đâu còn mãi, chỉ có tu hành tại thời gian. Như vậy thì
mình lấy cái lòng tu hành của mình á để mình tạo ra cái nguồn an, an vui. Như vậy xoay ra lòng mãi lây hoay, nhìn vào thanh tịnh là đây Phật về. Trong phiền não có bồ đề, sát na tỉnh thức cận kề Như Lai. Nhớ nghe, đạo Phật là tự độ, dĩ tha và thanh thoát. Nhiều khi mình cũng dĩ tha nhưng mình không có thanh thoát à. Có điều kiện giúp người mà có điều kiện là như vậy, gọi là dĩ tha mà chưa thanh thoát, từ bi mà chưa buông bỏ. Chúng tôi cứ nói hoài à, quý vị thương người giúp người dĩ tha, giống như mình bố thí vậy đó, làm phước giống như cái hình thức phóng sanh thả chim, chứ đừng có giống như hình thức chúng ta thả diều. Hiểu từ thả diều không? Thả diều và thả chim nó khác à. Mình thả chim thì sao, phóng sanh thì sao, cho nó bay luôn, cho nó bay đi. Còn mình thả diều thì mình còn cột cái gì? Cột cọng dây. Cho nên phải là dĩ tha thanh thoát, phải từ bi buông bỏ thì mới gọi là thả chim. Mình từ bi mà chưa buông bỏ là thành thả diều. Dĩ tha mà không thanh thoát, không nhẹ nhàng thì cũng thuộc dạng thả diều. Đôi khi mình làm khổ mình. Đạo Phật là tự độ, dĩ tha thanh thoát. Người càng hướng đến dĩ tha càng nghe an lạc, nở hoa trong lòng. Người càng ích kỷ đeo bông, bất an phiền não, lòng dòng khổ đau. Bây giờ mới vỗ tay. Thưa với quý vị, quý vị cũng được biết rồi, hoa đẹp hoa thơm, hoa đẹp hôm nay mai sẽ tàn đó. Không gì vĩnh cửu để đeo mang, phước nghiệp mới theo mình mãi mãi, tạo phước đường tu sẽ vững vàng. Trời nào hại người có nhân, người mà có phước muôn phần vinh quang. Những người tâm địa gian tà cuối cùng sẽ gặp toàn là khổ đau. Cái người mà quý vị sống mà tâm địa không tốt á, gian tà, cuối cùng gặp toàn là chuyện đau thương không. Gieo chi sóng gió vô thường, cuối cùng cũng gặp tai ương về mình. Cuối cùng quả Phật là vô đối, tĩnh yên và thuần giác. Cái quả mà chúng ta tu tập á, là nó không có cái quả nào mà nó bằng với cái quả mà chúng ta tu á. Vô đối. Vô đối đây là gì? Là không có cái nào so sánh. Tĩnh yên là gì? Là cái sự an lạc trong cái sự tĩnh lặng. Và thuần giác, nó thuần về cái trí, trí tuệ, thuần về tâm thức. Như vậy hôm nay thưa với quý vị, chúng tôi hấn dẫn tới quý vị một cái pháp môn là đi chùa nên biết tự an. Chứ mình lầm lắm, mình vào chùa mình cứ kêu Phật an cho mình không à. Ha, đi chùa nên biết tự an là đề tài hôm nay. Quý vị hôm nay quý vị đến đây là quý vị phải tự an vui cho mình, tự an lập cho mình, tự độ cho mình. Đó, Phật không có độ. Quý vị nhớ, đạo Phật là tự độ, dĩ tha, thanh thoát. Từ bi phải buông bỏ, nói mang đến cho mình sự an, an vui. Tự tạo ra cho cái nguồn an vui cho mình hay hơn là mình vay mượn cái niềm an vui từ bên ngoài. Đó, cái ý của ngày hôm nay là vậy. Thiên đàng địa ngục chính do ta, suy đi nghĩ lại, phải không mà. Tham sân si khổ là địa ngục, mà tâm trí an nhiên tức thiên đàng. Bài giảng đến đây, vỗ tay đi. Bài giảng đến đây xin được khép lại. Trước khi dứt lời, cho phép chánh định nói lời niệm ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Hòa Thượng Trụ Trì cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử tại chùa Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Các ngài và quý vị
đã tạo điều kiện cho chánh định trong một cái không gian thời gian vô cùng tuyệt vời để hoàn thành xuất sắc bài giảng hôm nay. Cái này cũng mà tự khen mình. Nhiều khi quý vị biết không, không ai khen mình á, lâu lâu mình cũng tự khen mình cho nó vui. Tự mà, chứ giờ mình để người ta khen mình lâu quá, lâu quá không ai khen á. Thôi thì sao, mình tự tạo niềm vui cho mình khen mình, đó là một cái nghệ thuật sống, phải không nè? Đó, khen mình là hoàn thành xuất sắc bài giảng hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Kính chúc quý ngài cùng toàn thể quý vị thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.